câu chuyện Tàu Thủy Tí Hon. Tàu Thủy Tí Hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn, ông đẩy các xà lan trên sông. Tàu Thủy Tí Hon thích làm việc với ông. Hai ông cháu hợp sức đẩy xà lan rộng lớn chở đầy lúa gạo trên dòng nước mênh mông. Ái à, một chiếc xuồng ngang đường kia. Các xà lan thì quá lớn, mà tình thế lại quá cấp bách, không tránh kịp nữa rồi. Tàu Thủy Tí Hon vội vươn lên trước ông, đẩy chiếc xuồng qua chỗ an toàn. Phì, suýt chút nữa thì tiêu, ông nói. Cảm ơn nhé, anh bạn, chiếc xuồng nói với người bạn mới.